Vào việc, vào việc. Con này hôm trước làm thủng lưới đấy. Cái đây là thành quả đây. Ôi. 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 Chưa. Hello, chào mọi người. Hôm nay mình ra ao cất mấy con cá rô phi về rán chấm mắm tỏi nhá. Đây mình dùng cái cần này. Cần này thì có tuổi đời khoảng 15 năm rồi. Từ thời ông mình đã dùng cái cần này rồi. Đấy. Cái lưới này thì mình mới mua. Đây, nhìn nó còn mới đây. Bây giờ mình bắt đầu mắc cần nhá. Đây có bốn cái gọng vó, bốn cái gọng thì mình sẽ cho vào bốn cái lỗ này. Làm bốn hướng cộng vó đấy. Mắc này mất nhiều thời gian phết đấy, không khéo là không mắc rồi đấy. 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 Bây giờ là mắc vó vào này. Đây mình có chuẩn bị một ít cám gà đây. Mồi đấy. Mồi. Cám gà này mình rắc vào trong vỏ. À, chào thanh quả quá. Chờ sau bao nhiêu phút? Chờ sau tầm khoảng 10-15 phút. Sau mình thử đấy. Trong lúc chờ đợi thì ngắm nghía cảnh ao quê, cây nhà lá vườn. Đấy. Vườn chuối quê. Hôm nọ thì câu được cá to rồi. Cái câu thì dễ. Cái cất vó này mới là khó này. Chúc bạn may mắn. Có đấy. Hẳn một con cá rô. Đâu? Hẳn một con cá rô phi. Đây. Ngày nay không có gì ăn rồi. Một con cũng được, về kho mặn mặn tí. Rồi. Chết thật. Đây mình chuyển vào chỗ mới sao? Nhấc cất cái vó này nó khó này. Thì vì trong quá trình mình nhấc lên thì Nó ra hết rồi. Khó khăn quá nhỉ. Kiếm mồi hơi vất vả. Đấy, kiếm được bữa ăn vất vả lắm. Đấy, nổi một đống tăm nhỉ.
gần vó ấy, nổn đống tăm. Thú vui tao nhã ngày cuối tuần. Và chỉ bắt được con cá rô phi nhỏ thôi. Đây. À, sau khi chờ tầm khoảng 15 phút về nhà cũng uống một cốc nước. Đấy, bây giờ mình ra mình xem cái vó thế nào. Em khả năng là nó ăn hết mồi rồi, ăn hết cám rồi. Đấy. Ao sâu lướt cả khôn chài cá, bắt được cá khó phết đấy. Tối nay cũng chưa có mồi gì ăn. Đây mà không cất được vó thì khả năng tối nay nhịn. Khổ ghê. Đây cho mọi người xem cái xô này. Đây, trống trơn này. Chưa có gì cả. Đây bạn Hương quay tớ. Tớ. Đây bọn mẻ này sẽ còn ăn thua. Nhẹ lắm. Đấy. Chúc mừng bạn lần này đã được hai con cá rô rồi. Được hai con cá rô phi này. Bằng ngón tay cái. Đây. Ba con, bốn con. Ba con. Này ăn uống gì? Bốn con. Đây, bốn con cá rô phi này ăn uống gì? Thôi thả xuống làm phát nữa nhá. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn lần sau. Vì cất cái vó này rất gì được khó. Vó này chứ. Khi mà mình chỉ cần hơi động một tí thôi là bắt đầu cá là bắt đầu chạy đi. Không sao đâu. Về vẫn còn muối vừng mà. Ăn muối vừng mãi cũng chán, muốn thay đổi bữa. Cá rô rán mà khó ghê nhỉ. Hay bạn xuống ao bắt đi. Ao này sâu lắm, ao này sâu gần 2 mét rồi. Câu chắc chỉ được cá rô phi rồi, câu cần trúc con tre chắc chỉ được cá rô phi thôi. Nhỏ đứa con chép, con chép mà mini chắc nhỏ ăn thua gì. Được con cá chấm 4 cân như hôm nọ ngon nhỉ. Lần này mà được con cá như thế nữa là nướng. Hôm nọ hấp rồi giờ chắc nướng. Cái này nướng nhỉ. Bạn kéo lên con 4 cân đi. Không, cái này khó, khó được 4 cân á. Ừ, trừ khi mà ao ít nước nhỉ. Ừ. Còn là bản thân mình đó. Tại vì cái cần này mình chỉ cần chạm vào phát thì nó đã đậm rồi. Tối rồi mà. Im mắng lắm. Ok. Ôi. Từ nãy giờ mà nhặt rô thì được một đĩa rồi đấy bạn nhỉ. Nãy giờ mà mình không thả xuống. Cá rô này nhỏ quá. Thế thôi mình lại thả xuống nhá. Ok. Đây. Tôi thả xuống rồi mà. Đây, đây. Tí tí đây. Tôi để mai. Mai là mẹ mới. Nha, lần sau đừng tham ăn nữa nhá. Để cho các con to nó ăn. Con to nó khôn nó chạy hết rồi. Đây con trẻ trẻ vậy. Chưa trải sự đời thì phi vào. Thôi nào. Đây đây. Con ngả xuống phơi vó. Nói xách xô không về thôi. Ngày, thất bại. Một ngày thất bại. Thôi về thì hẹn ngày mai vậy. Đấy.
Hẹn ngày mai nhá. Ừ. Cá đỏ này. Không, mình cho hẳn lên trên này. Hẳn lên ba này. Nhấc mà nhấc nhấc. Cất vó đêm. Được cân. Đấy, đấy, đặt cân. Ui à. Lúc. Đâu? Ui dồi ôi. Chấm à? Ui dồi, em bảo, ơi. Đấy. Vào việc, Ui dồi. Đây đây đây, đây, đây. Rồi rồi rồi, đây, đây, bắt đi. Trời ơi. Đây đây, cô giữ này cho. Trắng trắng này trên đây. Ui. Con này không cho làm thủng lưới đấy. Ơ liệu phải không? Liệu phải không? Tí kéo mình xuống xuống xuống. Rất gì. Đấy, vào việc rồi. Đấy rồi. À, lại làm phát nữa chứ. Ô được con à, chuối chuối chuối. Một con nó cho đi. Ui giời. Ra ra ra. Nào. Để từ để giữ giữ. Rồi. Chưa. Ra ra. Lùi 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 ra gì hết thôi. Cất vó đêm. Đây. Đêm thì nó hơi vàng, ngày nó chết. Đây đây. Đấy. Đây đây là thành quả đây. Rồi, ôi. Ôi. Thấy chưa? Vào việc rồi, vào việc rồi. Ba cân. Rồi. Đấy. Con này chắc phải tầm khoảng 3 cân rưỡi. Cứ ra ao là lại có cá này, lọc lá.